Mọi người, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Hiện tại giờ quý cô chú anh chị có hai vị khán giả đang đi vào đây ha quý cô chú anh chị. Hello chị. Chào, chào cô. Cô từ đâu đến nè cô? Cởi nhà ổng luôn hả? Nó nhả cỡ nhà. Ngay nhà của cậu Năm luôn ha. Chị muốn quay hả? Dạ rồi vậy thôi. Cái lưng thôi. Dạ. Cái lưng thôi hả? Dạ cái lưng thôi. Ủa cái lưng thôi. Cái lưng này em để ra đây. Vì mình xa xa anh tí xíu. Mình né xíu. Cô cũng ngại quý chúng chị ơi. Nên là mình quay xa xa tí xíu ha. Đó. Cô từ đâu mình ghé đến hay là tự dưới nhà mình lên đây luôn cô? Vậy hả? Dạ. Hello anh. Cô từ ở gần nhà chú luôn dưới. Dạ. Chào cô. Thì ngồi tặng số luôn nha. Đâu rồi? Được cái lọc số. Được cái lọc số. Rồi. Đâu con coi. Bán á hả? Không tặng cô. Của khán giả. Cũng như của khán giả mà nhờ anh em con mua rồi tặng lại cho anh em dưới lời khán giả. Cô là mình gốc ở đó luôn hay sao cô? Ở đó luôn. Ở Nha Trang. Ở Nha Trang. Đây gốc ở đó luôn. Ở đó là gần nhà chú Năm khoảng bao nhiêu cái nhà cây số? Một căn nhà luôn hả? Dạ, cắt căn nhà luôn. Căn nhà vậy? Cái tiệm bán phở hả sao cô? Chỗ bán hủ tiếu. Chỗ bán hủ tiếu gì đó. Ở dưới. Dạ. Khúc dưới ha, cái đường gì về là cái chỗ cái phường đó ha. Vậy là điểm đúng không? Đâu thì điểm cho. Cái giải đầu tiên là giải A, còn giải của anh Vũ Linh A, B, C, giải anh Vũ Linh là C. Dạ. Ôi, cởi bên luôn rồi, vậy là chắc là cô cũng có chơi hay đến chơi có tâm sự gì với chú không cô? Không, không có đi dạ. Nhà, ghé là tâm sự là cũng như là mình có nói chuyện gì không á? Hàng xóm mình nói chuyện luôn á cô? Đúng. Dạ, chắc là cũng có tâm sự chuyện như hàng xóm quý anh chị. Chứ hỏi tâm sự kia nha quý anh chị, anh lộn xíu luôn rồi chết rồi. Cô cười, cô cười. Đứng sáng vô, đứng sáng vô. À, chào chú. Chào chú. À, chú được, chú được lật đọc số luôn. Dạ. Cổ dạ. 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 Khán giả lên tiếng mộ chú. Dạ. Đó là chú bật. Chú vô đàn bạn. Cho anh anh nữa kìa. Lọc. Anh nhận không? Đó không? Lọc là của chị Linh Minh Úc. À. Chị Linh nữa hả? Dạ, chị Úc Quỳnh Linh phải không? Rồi, chị Úc Quỳnh Linh nữa nè. Anh Thông nữa hả? Tặng cho anh Thông. Còn mấy tấm, mấy tấm. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Chị Úc Quỳnh Linh. Ủa, chị Linh Minh Úc. Chị Linh Minh Úc, chị Úc Quỳnh Linh.
dẻo bên lưng. Rồi được lòng mà chiều nay mà trúng số cái nhớ dắt anh em đi ấy nha. Số cái là đi ăn lẩu. Còn một tờ quên nữa nha. Nếu mà mình anh em mình trúng số là hai cô này cũng trúng luôn nè. Tại thấy trùng số với mấy anh em mình á, số 04 đuôi nè. Trùng trùng với anh á. Trùng số với anh nè. Sao? Còn 8. Mẹ đưa anh. Mẹ chú là bạn ha. Hôm đám tang mình có qua mình thắp hương không con? Đông quá không có qua rồi. Chứ bình thường á là mình có nói chuyện gì với chú nhiều không? Mình ở gần nhà chắc. Tại vì anh Vũ Linh anh đi hồi đó anh đi diễn không à? Ít dạ. Gặp lắm. Dạ. Lâu lâu chú không có về chứ? Lâu sau này bệnh thì cũng không gặp chứ anh hay đi Mỹ nọ mà. À đi Mỹ ở nha. Chú mà chờ cô mà chia sẻ về là chú là hay lắm á, tại vì cô là gần nhà nè. Đúng rồi. Cô cảm thấy chú là một người như thế nào cô? Mình không biết. Mình biết là người hâm mộ mấy chục năm về trước, người hâm mộ dưới tỉnh á. Dạ. Xe lớn 50 chỗ ngồi luôn. Dạ. Hay đậu trước nhà xong rồi mấy cô đó chứ. Lên trên đi chị. Là được nhìn trời Vũ Linh đi diễn về khuya xong ở trong nhà được ló thấy mặt thôi là mừng rồi. Dạ. Đông lắm, đông. Đông lắm ha. Ngày nào cũng có người mướn xe 50 chỗ ngồi đi đông á. Dạ. Các chị đi qua đây nè, quay một hướng chị cho nó sáng rồi thế ấy nữa. Đi qua cái hướng bên đây nè. Như đừng quay nó chị đó, quay cô đó. Có bình thường mà cô mà bình thường. Ngại, nãy giờ cũng ngại, bây giờ cũng hai cô lịch sự đàng hoàng mà. Nó có gì đâu. Cô đâu có la đâu sợ. Cô cho chia sẻ bình thường mà đâu có la đâu. Có một chú đi vô bên trong rồi ha quý chú chị. Vì mình nghĩ rằng là cô sẽ có những cái gọi là cô là từ ngoài Nha Trang vô mà tại sao nhà ở ngoài Nha Trang luôn hả cô? Tức là cô có mối quan hệ như thế nào với cô đây? Chị em ha. Đó, bởi vì người Nha Trang, người thành phố nhưng mà xa, biết bao xa luôn mà vẫn vào ha quý anh chị. Thăm rồi sẵn là đi lên đây để viếng mộ chú luôn. Cô năm mấy tuổi? Con đoán thôi. Con đoán là cô nhỏ hơn cô năm dưới lên đây. Cô năm mươi mấy tuổi, cô năm 66 tuổi. Chắc cô cũng hồi ngày kia cô cũng thích những cái vở tuồng của cậu năm hát ha. Ổng là nổi tiếng hồi quảng đó cô. Vô thắp hương à hả chú? Vô thắp hương xong rồi hả? Dạ. Nhà anh Vũ Linh ở đây, nhà anh đó đó. Vậy cái thằng em này là ở Cù Lao, nhà mà ngồi đó, cái bản Hồng đó. Dạ. Cái thằng em mà nó ngồi cái chỗ nó đút ngang nãy đó. Gần nhà chú ha. Cù Lao phường 2, còn nhà Vũ Linh. Wow, dạ, cũng gần đó hả chú? Ủa mình đi đâu lên đây hay là mình đi công chuyện giờ chú? Anh đi biên bà. Dạ không sao. Đi về phim rồi. Dạ vậy là mình về luôn ha chú. Về luôn ha cô. Dạ con chúc cô chú về thuận lộ bình an nha. Dạ khỏe phắn. Chiều nay nhớ giá cho hai cô trúng số nha. Hai cô trúng số. Đó. Xe xịn nó hít gì đó cô. Đó. Hít lắm. Bye bye nha. Dạ máy bay cô chúc cô chú gì nhiều sức khỏe nha. Cái quần kéo vô cô. Rồi. Mạnh vô. Rồi máy bay. Cô chú là nhiều sức khỏe. Hai vị khán giả cũng láng giềng bà con mà hàng xóm với chú Du Linh nha quý cô chú anh chị. Cách có một căn nhà mà thôi. Chia sẻ thì chú là ngày xưa thì chú đi hát về thì có rất là nhiều bà con cô bác mà bắt đi thuê xe là 50-60 chỗ ngồi quý của chú anh chị để lên đó để đón đỡ chú Du Linh về rồi gặp cái mặt của chú không là là vui dữ dằn luôn quý của chú anh chị đó thì video đến đây thì mình cũng xin chia sẻ ngắn cho bà con cô bác xem ha.
Vì bà con cô bác nhớ like và ủng hộ kênh YouTube Duy Minh Vlog và nhớ đăng ký ha quý cô chú anh chị. Chiều nay là tí cũng có cho Duy Minh là một tờ giấy số quý chú anh chị. Chiều nay là trúng số là mình chích ra một mớ ha quý anh chị, sẽ đi làm từ thiện ha. Đó, làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó. Thì để đáp lại tấm chương trình của bà con cô bác thì Duy Minh gửi cái lời cảm ơn đến bà con cô bác trong suốt thời gian vừa qua đã chia sẻ và ủng hộ kênh YouTube Duy Minh Vlog ha quý chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con. Hiện tại thì bên trong này không còn ai trong mẫu chú nữa. Đó, quý anh chị. Bà con cô bác nếu mà xem video nếu mà yêu quý Duy Minh thích kênh thì nhớ chia sẻ thì Duy Minh rất là biết ơn bà con ạ. Và để lại những cái comment bình luận góp ý cho Duy Minh ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con làm một cái video sau để là chuẩn bị là mình lau mộ dọn dẹp ha quý chú anh chị. Xin chào bà con ạ.